À, rồi xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái việc là làm thế nào để dạy trẻ thông qua việc sử dụng video, mấy cái video mà mình vừa post ở trên trang của mình đó ạ. Trong việc là hỗ trợ trẻ phát triển học những cái kỹ năng tương tác và giao tiếp cũng như là kết bạn cùng với cả bạn bè, cùng với cả những trẻ khác. Thế thì cái ưu điểm mà chúng ta thấy cái việc sử dụng video là đầu tiên thì chúng ta phải thấy là nó đánh vào cái sở thích, cái sự quan tâm của trẻ, đúng không ạ? Rất là nhiều trẻ thích học qua kênh video, bằng chứng là trẻ học tiếng Anh rất là nhanh trẻ, bởi vì là các cái video nó rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Thế cái thứ hai nữa là thông qua cái việc sử dụng video đấy thì chúng ta sẽ lôi kéo được sự tập trung cũng như là hứng thú của trẻ, bởi vì là bắt nguồn từ sở thích. Thế tiếng nữa là các cái video thì chúng ta sẽ thấy là chúng sẽ rất là sinh động, và nếu như chúng ta biết cách mà sắp xếp tổ chức hay là tạo ra các video như những cái video ngắn vừa rồi thì nó sẽ có nó sẽ Cậu giúp cho cầm chúng ta đấy. dạy được trẻ rất là dễ dàng. Thế thì chúng ta sẽ thấy đó là cái ưu điểm của cái việc sử Cảm dụng ơn mắt nhé. video. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì nó cũng có cái nhược điểm, đó là cái về mặt tương tác thì nó không cao, và nếu như mà người lớn mà không biết cách hướng dẫn, mà không biết cách không ngồi cùng trẻ, thì cái sử dụng video này nó sẽ được hiệu quả rất là thấp. Thứ hai nữa là nó rất là tốn công sức và tốn thời gian để chúng ta có thể làm được những cái video mà để dạy cho trẻ đúng cái mục đích của chúng ta. Tuy nhiên thì hiện tại thì tôi cũng đang cố gắng để hoàn thiện một cái hệ thống video để hỗ trợ cho các con học các kỹ năng tương tác và giao tiếp. Mình cũng nhấn mạnh là đây chỉ là một trong số rất nhiều cách để dạy trẻ phát triển kỹ năng tương tác và xã hội, và đây nó chỉ là một cái hình thức, là video nó sẽ là một cái mẫu để cho trẻ xem, cũng như là chúng ta giúp cho trẻ hiểu thực sự bản chất của vấn đề. Sau đó thì là cho trẻ bắt chước cơ bản về theo những đóng tình huống những cái video đó, rồi cuối cùng thì chúng ta vẫn phải có cái những cái bước là dạy ở tình huống bên ngoài, được không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có yêu cầu gì khi mà chúng ta muốn dạy con, sử dụng các video dạy con, thì đương nhiên là chúng ta phải có các cái video mà đảm bảo những cái yêu cầu mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Nó là thứ nhất là ngắn này, câu từ đơn giản này, và tập trung vào đúng kỹ năng mà chúng ta muốn dạy. Ví dụ như là dạy trẻ biết chào hỏi, thì thực ra một cái video ngắn nó chỉ mười mấy 20 giây thôi đó, và nó chỉ có là tớ chào bạn Nam, Nam tớ chào bạn Huy đó, những cái video nó rất là ngắn thôi. Thì và đương nhiên là gì, khi các bạn đã chuẩn bị được video rồi, có nội dung rồi, có ý tưởng rồi, thì các bạn phải 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 chắc chắn một điều, đó là các bạn có đã quản lý được cái hành vi của trẻ trong cái quá trình là sử dụng các công nghệ chưa, bởi vì rất là nhiều trẻ thích công nghệ, cho nên là khi mà học với công nghệ thì lúc đó thì bố mẹ hoặc các cô là rất là khó kiểm soát đối với các bạn ý, thì chúng ta phải tập dần để cho bạn ý quen, được không ạ? Thì cái tiếp theo là mình nói về việc chuẩn bị video, thì chúng ta sẽ có mấy cái cách chuẩn bị, đó là chúng ta có thể sử dụng điện thoại để quay những cái hoạt động thật hàng ngày cũng được, hoặc là có thể chụp ảnh và ghép thành video thành cái đoạn các đoạn video ngắn, hoặc là chúng ta sử dụng PowerPoint bằng những giống như là các cái việc câu chuyện mà tôi làm ở những cái câu chuyện như nhổ củ cải hay là gì đó đấy ạ, thì là tôi làm bằng sử dụng bằng PowerPoint, sau đó tôi xuất ra thành video thì nó cũng có thể sử dụng được. Và chúng ta có thể sử dụng những cái phim hoạt hình ngắn, giống như bằng cách là tải các ứng dụng trên điện thoại về và chúng ta tự xây dựng các nội dung. Cái đấy thì nó hơi mất thời gian. Và đương nhiên là khi mà chuẩn bị thì chúng ta sẽ phải có một hệ thống câu hỏi, chuẩn bị sẵn một hệ thống câu hỏi liên quan đến video đấy, để giúp cho trẻ hiểu là video có cái gì, có ai, có nhân vật nào, như thế nào, làm gì trong đó, và có cái tình tiết nào chúng ta cần phải gợi hỏi trước để cho trẻ định hướng trẻ quan tâm tới. Ví dụ như là trong câu chuyện này sẽ có Matt và Molly nhé, và hôm nay Matt có búp bê đấy, thử xem là Matt có cho Molly chơi không nhé. Đó thì chúng ta có thể là nói với con như vậy để cho con định hướng cho con là trong cái video này chúng ta sẽ phải tìm cái câu trả lời đó, thì đến lúc mà sau kết thúc thì trẻ nó sẽ có mường tượng được cái câu trả lời cho mình để trẻ nó hiểu. Đó, đấy là phần chuẩn bị video. Thế thì chúng ta sẽ tiến hành dạy theo video như thế nào?
thì tôi thường làm là bốn à có 6 bước. Có 6 bước. Bước đầu tiên trước khi mà tôi bắt đầu dạy trẻ thông qua việc sử dụng video ấy, bước 1 thì tôi sẽ phải nói với trẻ là à bây giờ chúng ta sẽ xem câu chuyện Matt chơi búp bê hay là Molly chơi búp bê. Trong câu chuyện này này sẽ có Matt này và Molly này và Matt chơi búp bê. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là Matt có hôm nay có chia sẻ cho Molly chơi cùng có búp bê cùng với mình không nhé. Thì chúng ta có thể gợi ý một số diễn biến câu chuyện như vậy để cho trẻ trước khi xem thì trẻ đã có một cái hình dung nào đó về video rồi. Bởi vì video nó sẽ chạy ra rất là nhanh và trẻ nó sẽ xem tất cả hình ảnh thôi, trẻ nó sẽ khó liên kết, nhưng khi mà chúng ta đã định hướng như vậy rồi thì trẻ nó có sẽ có cái chiều chiều là suy nghĩ theo cái định hướng của chúng ta. Đó, thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải là giới thiệu qua về cái video và nói hoặc là định hướng bởi một số câu hỏi, hoặc mức độ đơn giản ban đầu thì chúng ta chỉ hỏi là xem câu chuyện này có bạn gì nhất. Thế là lúc đó thì trong quá trình dạy thì những cái bước sau ấy thì tôi sẽ hướng dẫn là để làm sao để trẻ hết cái video đấy thì trẻ có thể trả lời được câu hỏi cho chúng ta. Đó, thì đấy là cái bước đầu tiên. Bước thứ hai thì trẻ mình chúng ta sẽ bật cho trẻ xem, tuy nhiên chúng ta phải là người thuyết minh, chúng ta là phải người người ngồi bên cạnh chứ không bao giờ để cho trẻ tự xem video một mình ở những cái giai đoạn đầu, vì chúng ta sẽ phải cần phải hướng dẫn trẻ cách xem một cách để giúp cho trẻ hiểu thực sự hiểu cái video đó. Thế thì ở bên cạnh đó thì chúng ta có thể thuyết minh điều gì, tên nhân vật, ô Molly này, chúng ta chỉ vào Molly, ô Matt này, Matt đá bóng này, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ thuyết minh cho cái phim đó. Tuy nhiên thì chúng ta phải chọn lọc, chứ không phải cả một cái video mà chúng ta sẽ nói dài 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 dài, dài. Trẻ sẽ không không tập trung được đâu, mà chúng ta chỉ nói về những cái hoạt động chính, nhân vật chính và câu từ thật sự ngắn gọn phù hợp đối với trẻ. Chúng ta chỉ nói những câu rất là ngắn gọn thôi và hướng trẻ tới những cái hoạt động chính. Thế trong cái quá trình xem ở cái bước này thì chúng ta có thể cho trẻ xem một cách liền mạch. Sau đó thì chúng ta có thể là dừng. Sau đó thì nói cho trẻ rõ về cái hoạt động đấy, ví dụ như là nhìn này, Molly chuẩn bị đá bóng nhé. Sau đó thì bấm start chạy tiếp. Đó thì cái hình thức mà bấm và dừng trong cái quá trình xem video ấy thì nó sẽ hỗ trợ được cái việc là chúng ta hướng trẻ tập trung vào đúng một cái tình huống mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên thì cũng phải 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 lựa vào từng trẻ để chúng ta có thể thực hiện hoạt động này nhé, bởi vì nếu như chúng ta không nắm rõ được trẻ thì có thể là sẽ gây cho trẻ cái khó chịu. Đó. Thế rồi đến sau đó thì chúng ta sẽ phải dùng đến cái hệ thống câu hỏi giống như là cái video mà tôi làm, đó là dạy trẻ rủ bạn cùng chơi đó. Thì chúng ta sẽ phải soạn các loại dạng câu hỏi giống như vậy để cho trẻ hiểu rõ cái nội dung của cái câu chuyện mà trẻ đang đang xem. Ví dụ câu chuyện là trong câu chuyện có những ai, rồi bạn đó thì làm gì, bạn có đúng hay sai, thường là những như thế. Ví dụ ai này, cái gì này, thế nào này, hoặc là đúng hay sai, những câu hỏi liên quan đúng hay sai đó, thì để giúp cho trẻ hiểu thực sự cái video đó và câu hỏi đó thì được đặt theo cái tiến trình logic là đúng từ đầu đến cuối, chứ chúng ta không phải là cứ thích đâu là hỏi đấy, để dần dần hình thành cho trẻ cái việc là à khi trẻ trả lời được hết câu chuyện đó có nghĩa là trẻ bắt đầu kể lại cho chúng ta được theo một cái tiến trình, theo một tiến trình, nhưng nó không phải nghĩ ra cái gì là kể cái đấy. Rồi sau khi mà chúng ta đã giúp cho trẻ hiểu được rõ cái video rồi, hiểu được các nhân vật rồi, hiểu được hoạt động chính rồi, thì chúng ta có thể cùng trẻ xem lại. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái đoạn này, đoạn phim này nhá. Thì lúc này thì chắc chắn cái lượt xem lại này thì trẻ sẽ hiểu rất là rõ về cái video đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ sang bước 4 là chúng ta sẽ thực hành với trẻ, đóng vai với trẻ. Ví dụ như là trong câu chuyện đấy có Matt và Molly. Thì bây giờ con thích là Matt hay thích là Molly? Đó. Thế thì sẽ cho trẻ trẻ chọn một nội dung, một nhân vật ở trong câu chuyện đó, sau đó thì là sẽ bắt đầu và chúng ta sẽ hỗ trợ trong quá trình là trẻ trẻ đóng vai cùng mình. Nếu như trẻ quên thì chúng ta có thể bật cái đoạn video đấy, một đoạn đó lên để cho trẻ xem, để trẻ nhớ ra là trẻ phải nói gì, trẻ phải làm gì, như thế nào. Sau đó thì chúng ta có thể là đổi vai đối với trẻ để trẻ có thể chơi được cả hai vai chơi. Thực ra nếu chúng ta sử dụng cái này mà
mà để cho trẻ ôn tập theo cái cách là sử dụng đặt câu hỏi các thứ thì mình thấy cũng rất là hay. Nếu mà chúng ta làm theo cách đó thì trẻ sẽ đứng ở hai vai, vừa được trả lời vừa được hỏi, thì nó sẽ là hỗ trợ được cho cái việc ngôn ngữ diễn đạt của trẻ. Sau khi mà trẻ chơi tốt với cả chúng ta rồi thì chúng ta có thể là bắt đầu tăng cái khái quát lên. Chúng ta sẽ cho trẻ chơi cùng với cả bố này, chơi cùng với anh chị em trong nhà này, hoặc là đóng vai cùng với ông bà này. Đó, để chúng ta bắt đầu khái quát cái việc mà trẻ có thể sử dụng đối với người khác. Và cuối cùng thì bước 6 là chúng ta sẽ tạo tình huống để trẻ có thể chơi cùng với bạn và thực hiện được các cái hoạt động, những cái thứ mà trẻ đã được học ở trong cái tình huống này để trẻ chơi cùng với bạn. Đó thì là cái việc mà tôi sử dụng video để dạy trẻ như vậy. Rồi, trên đây là 6 cái bước mà mình hướng dẫn mọi người về cái việc là làm sao để giúp cho con, chúng ta sử dụng được các cái video để dạy con trong cái việc là học học một số cái kỹ năng, phát triển kỹ năng tương tác và giao tiếp, xử lý tình huống, cũng như là để hiểu các cái phim hoạt hình ngắn, hiểu các câu chuyện cổ tích thông qua cái việc là xem video, cũng như là giúp con phát triển cái kỹ năng ngôn ngữ. Đó thì là hy vọng là sẽ có ích đối với cả mọi người.